xin chào cả nhà. Tôi thấy đây là một thời đại mà các nam nghệ sĩ đang lấn át, bởi vì họ làm được cả hai vai trò là nam nghệ sĩ và nữ nghệ sĩ luôn. À, có bao giờ bạn cảm thấy là bạn có quá nhiều đối thủ trong thời điểm này? Nghệ sĩ mà vui chơi thì thôi ra công viên hay ở nhà chơi đi, chứ còn đi làm là đi làm. Hình như trong bạn có cái gì đó hoang dại nha. Đừng đổ thừa cho biên tập, chúng ta cùng làm nghề với nhau mà. Anh ha. Bây giờ mình nói, trời ơi, phản. Trời ơi, ăn đi rồi phản, trời ơi.